Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh mất 3 giờ tìm đường về nhà do ngập. Ông Võ Văn Hoàn, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ câu chuyện của ông phải chạy vòng vòng trong 3 giờ đồng hồ mới về được đến nhà trong trận mưa lịch sử chiều ngày 26 tháng 9. Ngày 29 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thường kỳ. Ông Võ Văn Hoàn, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chia sẻ đến người dân thành phố về vấn đề ngập đường trong những ngày qua. Buổi họp báo nóng lên khi nhiều phóng viên đặt câu hỏi với vị lãnh đạo thành phố về các giải pháp chống ngập. Ông Hoàn cũng kể lại câu chuyện chiều ngày 26 tháng 9. Bản thân ông cũng phải chạy vòng vòng suốt 3 tiếng dầm mưa với nhiều lộ trình khác nhau mới về được đến nhà ở quận Bình Tân. Ông Hoàn kể lại chiều hôm đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo thành phố về công tác cải cách hành chính. Họp xong mọi người nhìn mưa trắng trời, ai cũng sợ trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ ngập. Nhưng rất may khu vực này nước thoát khá nhanh. Công nhận vị trí này ngày xưa người Pháp đã chọn rất tài. Mưa to cỡ đó mà chỉ dâng lên chút xíu rồi rút nhanh, còn chỗ khác thì ngập nặng. Cái đó cũng là cái dở của mình so với những người trước, ông nói. Kể thêm câu chuyện về bản thân, ông Hoàn cho biết khi ông vừa chạy ra đường Lê Thánh Tôn, nước ngập và kẹt xe kéo dài, lúc đó khá lo. Tôi chạy vòng vòng qua nhiều tuyến đường Lê Lai, Lê Thị Riêng, qua Cát Mạng Tháng 8 đều vừa ngập vừa kẹt, cứ dầm mưa ngoài đường mà không có lộ trình để về nhà. Sau đó tôi chạy lên chợ lớn, bao về quốc lộ 1 mới về được đến khu vực Bình Hưng Hòa, mất 3 tiếng đồng hồ mới về tới nhà, thật là một tối vất vả, ông nói. Tôi chia sẻ câu chuyện này để mọi người biết lãnh đạo thành phố vẫn luôn cố gắng chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng khắc phục giảm ngập cho thành phố. Trước đó, chiều ngày 26 tháng 9, một cơn mưa lớn được xem là kỷ lục trong 40 năm đổ xuống thành phố Hồ Chí Minh, gây ngập nặng trên 59 tuyến đường, khiến giao thông đi lại khó khăn. Mưa lớn gây ngập cũng gây thiệt hại đáng kể khi có hàng chục tầng hầm gửi xe ở các chung cư, tòa nhà cao tầng bị ngập làm hư hỏng hàng nghìn xe máy. Thank you.
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.